là tài xế lái xe đường dài. Công việc tuy không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng Thắng vẫn xoay sở lo cho vợ con đầy đủ. Chị Quỳnh vợ anh chỉ cần ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc con cái mà không cần phải bận tâm bươn chải kiếm sống ở ngoài. Nè, ba có mua mấy cái chuyện nè. Chuyện con anh, chuyện con thích luôn á. Con cảm ơn ba. Thôi mình vô em. Dạ. Bà xã cũng có quà nè. Ờ vậy hả? Anh đi ngang qua cái shop kia, anh thấy cái áo này đẹp quá, anh mua tặng cho em. Wow, cái màu này mà em thích nè anh, màu đỏ đó. Anh hiểu ý em mà. Thôi anh em, hôm nay chạy xe làm sao rồi, có mệt lắm không anh? Công việc cũng bình thường thôi à, cũng giống như mọi hôm thôi. Vậy đó anh. Anh có mua ít đồ ăn nè, em dọn ra đi, anh đói bụng quá rồi. Hôm nay á, em nấu món canh anh thích nè, bây giờ anh đi tắm đi, rồi em dọn cơm, cả nhà mình ăn ha. Cảm ơn em. Dạ. Những ngày không phải chạy xe đường dài, Thắng thường tranh thủ chạy thêm xe ôm để kiếm thêm tiền trang trải cho gia đình và đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng tai họa từ đâu lại ập đến khiến cho cả gia đình lao đao. Anh ơi, anh ơi, anh có sao không anh? Anh ơi, anh có sao không? Hả? Anh ơi, anh có sao không anh? May mắn giữ được mạng sống sau vụ tai nạn nghiêm trọng, nhưng di chứng của vết thương đã làm cho một người đàn ông mạnh mẽ trở thành một phế nhân. Ngay cả những hoạt động thường ngày cũng gặp rất nhiều khó khăn. Từ vị trí trụ cột trong gia đình, bỗng chốc Thắng trở thành gánh nặng của vợ con. Mày làm gì lo trọng như vậy? Ăn cơm mà con đi học. Trời ơi, ở nhà nè còn bao nhiêu cái chén á, ông đi đập hết đi. Đã làm không ra tiền rồi á, mà còn hả là bể làm lâm đồ hết trơn á. Cái chén cầm không nổi nữa, thì em làm gì được. Đúng là đồ ăn hại. Mẹ, đừng có nói nữa. Tại tay ba rung, ba cầm đồ không chắc thôi. Để con dọn cho. Không biết là ông mình thật hay mình giả nữa. Ông làm biến á, giờ đi làm thì có. Mẹ, đừng có nói nữa mà. Để nó cho ba đi. Con cơm không con? Nhìn là gai mắt rồi đó. Thay vì thông cảm cho bệnh tình của chồng, Quỳnh lại quay sang quạnh hẹ chồng uống điều, đá thúng đụng bia, cằn nhằn từ bát cơm đến hạt gạo. Người chồng biết phận mình như vậy nên cứ nín nhịn để cho gia đình êm ấm. Từ ngày lấy chồng, Quỳnh chỉ lây hoay với công việc bếp núc, không học vấn, không trình độ. Chật vật mãi Quỳnh mới kiếm được một công việc tay chân để có đồng ra đồng vào nuôi gia đình. Còn anh Thắng không muốn trở thành gánh nặng cho vợ, mặc dù sức khỏe không cho phép, nhưng cũng ráng làm việc được chút nào thì hay chút đó. Quảng Đốc ơi, thông cảm nha. Anh bị cảm nên anh mệt chút xíu thôi. Từ ngày mai chị đừng có dắt ông đi nữa. Không có sức khỏe, không có làm được cái gì hết á. Ảnh hưởng đến thi công. Lúc đầu tôi đã không muốn nhận rồi, nhưng mà tôi nể chị đó, nên tôi nhận anh làm thử. 2-3 ngày ốm hay đâu, lỡ mà ông có chết á, thì tức lắm á. Từ ngày mai chị có đi làm á, chị đi một mình thôi. Đừng có dắt anh theo nữa chứ. Trời ơi, sao mà khổ dữ vậy nè. Nào cho anh ngồi với mặt đi. Thôi em nhìn anh vô nha. Trời ơi, mai mốt mấy việc nặng này chị cho người khác làm, chứ phụ nữ sao đẩy nổi. Tại thấy công trường ai cũng bận hết, mỗi người mỗi việc. Tôi đáng làm cũng được. Vậy mai mốt chị có đẩy thì bị lấy ít thôi. Lấy nhiều xe sẽ dễ bắt, không bằng lắm. Chị biết rồi. Ủa em mới vô công trường hả? Dạ, em mới vô làm được 2-3 ngày Vậy mà chị không có để ý. Thôi, đến đây chị đừng lo được rồi. Em làm việc của em đi. Ông mà đốc đây ổng khó lắm, ổng la chết á. Dạ, vậy mai mốt chị cần gì giúp thì kêu em. Thì em mới vô làm 2-3 ngày. Cảm thông nhau trong công việc lâu dần phát sinh tình cảm. Tâm dành cho Quỳnh sự quan tâm đặc biệt và luôn giúp đỡ Quỳnh hết lòng trong những việc nặng nhọc.
Quỳnh luôn nổi giận bất cứ lúc nào trong gia đình. Chửi chó mắng mèo là chuyện hàng ngày. Gia đình không lúc nào yên ổn. Cái gì đâu mà cái nhà nó dơ như vậy nè. Em thấy lúc này em thay đổi nhiều quá. Thay đổi gì mà thay đổi? Thái độ của em không như lúc trước nữa. Ừ, đời thay đổi á thì tôi mới thay đổi thôi. Ông biết việc đất này không? Quỳnh đang độ tuổi hồi xuân mà chồng thì ốm yếu bệnh tật, làm cho Quỳnh không khỏi chạnh lòng. Bởi vậy, khi nhận được ánh mắt đầy tình ý của Tâm, Quỳnh lao vào Tâm như cô tiêu thân mà không hề nghĩ ngợi gì tới hậu quả. Chị Sướng à, tôi là sợ người ông dẻo miệng lắm đó nha. Tâm nói thiệt mà, Quỳnh là đẹp nhất ở đây rồi đó. Khi mới làm xong, mình hẹn chỗ cũ nha. Ờ, mà đi đi, ở đây người ta thấy là chết luôn đó. Mình thưa dần những bữa cơm với gia đình và đang mong muốn quên rằng mình đang còn có một gia đình đang chờ đợi. Dạ, nãy mẹ mới gọi điện về, mẹ nói từ giờ trở về sau mẹ ở chợ anh phụ nấu ăn kiếm thêm tiền nên mẹ về chợ. Mẹ kêu hai cho con mình ăn chút đi, với lại mẹ về chợ khỏi đời mẹ. Ba làm khổ mẹ con quá. Thôi con ăn trước đi, ba cũng còn no bụng, chút nữa ba với mẹ sẽ ăn sao? Dạ, con ăn đi. Dạ. Anh Thắng vẫn không cam tâm dửng dưng trước sự thay đổi của vợ, bất lực trước bệnh tật và bây giờ bất lực trước người vợ chung tay gối. Anh Thắng chỉ biết nuốt cơn giận vào trong. Đâu mà 11 giờ mấy giờ vậy hả? Thì tôi nói với ông rồi, tôi nấu cơm. Nấu cơm gì mà 11 giờ đêm hả? Thì hôm nay tăng ca, đổ bê tông ông cũng biết rồi, nấu cơm cho thợ ăn, phải dọn dẹp nữa, mà thấy bà luôn à, mong ở nhà còn tra tấn tôi nữa. Bà đừng nói xạo nữa. Bà đang hú hí với thằng nào phải không? Ở cái huyện này nó nhỏ lắm, người ta đang đột ầm lên. Bà đang cặp với thằng Tâm đó. Bà đừng tưởng là tôi đuôi mù tôi không biết gì nha. Ông ăn ở không á, ông gì thì làm á, ông nghe người ta bày bài gì vậy? Bà đừng để mà tôi bắt gặp hai người nha, tôi giết hết cả hai đó. Ừ, ông ngon ông giết đi. Cái tay của ông á, cầm chén cơm còn không nổi nữa. Mà tôi thiệt ha, tôi ở với người chồng bất lực như ông á, mà lỡ ngoại tình á thì ông coi bản thân mình đi ha. Bà dám nói như vậy hả? Ông liệu hồn ông á. Bà đã công nhận rồi phải không? Ông nên nhớ á, chén cơm ông ăn á là tiền tôi mua gạo đó. Trong cái nhà này nè, ai làm ra tiền là người đó có quyền. Ông tự lo bản thân mình đi. Nhưng cái ý nghĩ tự mình giết đi người chồng đầu ấp tay gối với mình làm cho Quỳnh lưỡng lự suốt mấy ngày nay không nỡ xuống tay. Lâu mày lâu quá rồi, nó bụng quá. À, đợi nó sôi em chế nó sôi mới được chứ anh. Sao vậy? Tại sao nhìn tay lại? Mặt tay lại đúng không? Còn thương đi về với ông đi. Đến với anh làm gì? Anh à, em không còn thương chồng nữa. Nhưng mà em không nỡ ra tay. Vì em nghĩ đến con của em á. Nó sống sao khi cha nó chết hả anh? Cách này mà không đến với nhau được. Em hiểu chưa? Giết một mạng người đó anh, không phải chuyện giỡn chơi đâu anh. Nhưng mà em không biết được. Để anh. Anh tính làm gì? Ngồi xuống ăn cơm ta. Sao nay em lại cho ăn heo quay ngon quá vậy? Mấy nay tăng ca đêm á, cho nên á là em lãnh lương được nhiều tiền. Em mua heo quay về cho cha con ăn. Nhưng mấy hôm rày á em có lỗi với cha con của tụi anh. Thôi, cho em xin lỗi nha. Vợ chồng mà có gì đâu em mà xin lỗi. Em muốn cả nhà mình vui vẻ. Thôi, bữa nay cả nhà mình vui vẻ nha. Nè, bới cơm nha. Đây, đổ con nè. Anh ăn đi. Ba mẹ ăn cơm nha. Con ăn đi, mẹ ăn nhiều vô con. Đây, ăn nhanh. Đã lâu lắm rồi, cả nhà mới có một bữa ăn đầy đủ và ấm cũng đến như vậy. Em
món này là hắn mừng thầm vì có vẻ cuối cùng vợ mình đã nhận ra sai lầm của bản thân, hồi tâm chuyển ý và quyết định quay về với gia đình. Nhưng anh không ngờ rằng đây chính là bữa ăn cuối cùng của mình. Con vô ngủ trước đi. Con vô ngủ đi. Dạ. Con đi ngủ nha. Dạ. Anh, hôm nay á em có ghé nhà thuốc tây. Em hỏi bệnh tình của anh á, người ta đã mua thuốc này cho anh uống nè, rất là tốt. Và cái tay của anh á cũng mau khỏi nữa. Nhưng mà thuốc này á em mua có mất tiền không? Mắc bao nhiêu em cũng mua hết á. Quan trọng á là sức khỏe của anh. Này, này em. Em đi dọn ly nha. Sau khi yên tâm rằng chồng đã ngủ say, Quỳnh mở cửa cho nhân tình vào nhà thực hiện âm mưu đã bàn tính trước. Vui vẻ một chút xíu. Nghe vợ mở lời, anh Thắng vui vẻ đi theo. Có nằm mơ anh Thắng cũng không ngờ được một âm mưu thâm độc đang được dâng ra chỉ chờ mình bước chân vào. Thôi, em vô đây, để em đi một mình rồi. Đi mình được không? Vợ giả tung tin là chồng bị cảm cúng gió. Ngày hôm sau, Quỳnh dục gia đình nhập quan phát tang thật sớm vì thầy bói phán phải đóng nắp quan tài trước 13 giờ. Thế nhưng những dấu vết trên người nạn nhân khiến anh em họ hàng nghi ngờ và quyết định báo công an. Anh ơi, chết em ơi.
tụi con. Cô thấy cái chết của thằng cháu cô không có bình thường á. Cô nghi ngờ con vợ nó lắm. Hồi nãy mình vô mình thấy thằng thằng chết thằng cái mặt nó lao liền cô thấy thằng cháu cô ngay chỗ này bị bầm đỏ luôn á. Dạ đúng rồi, con thấy có trên đầu á. Con thấy đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ tụi con đi báo công an nhà cô đi. Cô đi báo chính quyền. Thôi mình đi báo công an. Đi báo công an. Quỳnh và Tâm bị bắt ngay sau đó. Ở nhà với bà sáu con, ở nhà với bà sáu. Ủa sao mới vô? Không có, mẹ con đi về bố mẹ con về. Ở nhà với bà sáu rồi cho con nha. Tuy nhiên, trong quá trình bị tạm giam để chuẩn bị xét xử, Tâm đã tự chết. Trước tòa, Quỳnh khăng khăng bảo vì chồng dọa giết, đánh đập, nên không chịu được phải giết chồng và đổ hết cho gã phi công đã tự tử trong tù.